À, chú cái cô chú cái chị nha. Bây giờ buổi sáng tôi với nàng sẽ xô xe lại buộc tóc cho nàng thôi. Đây, nó xích lại. Quay à. Chào cô chú. Chào cô chú các chị. Buổi sáng vui vẻ. Hôm nay là sớm rồi còn nhét màu hoàng được mua thế này chứ. Nhét hả? Hôm nay là bạn này thì ngủ rồi. Xuống xe. Mày mai đang cái gì? Mày ai đang không? Mày thế đâu? Có hai que. Có ăn chim báo không? Có. Ăn mấy hộp? Ăn mấy con hết rồi. Ăn mấy hộp chim báo? Chứ bà con nó mua cái bà nó hết cái sách vở của con. Ăn mấy hộp chim báo? Ăn mấy hộp chim báo? Sao ơi? Gì? Cái bà con nó này cái sách vở đó là để bà. Ừ. Để sao nữa? Để bà cái bà ngồi á, rồi chơi cho chắc chơi á cô, nó bong bóng. Cái bà ngồi của na ra chơi. Vậy bây giờ đi học nha. Dạ. Cái bà con nó được mua. Hello, chào mọi người. Giờ này em chở na đi học. Xô chạy xe đạp ăn sao? Hỏi xô ăn cái gì? Ăn cái gì? Đeo ơi. Má cuối. Ờ hả, quên cho tiền. Ăn bún riêu hả? Chứ ăn gì? Con bún riêu. Nó này. Ăn bún riêu. Ok ok. Ăn là thank you.
Bye bye Na nha. Dạ. À, ai vậy? Kìa Quốc Huy kìa. Quốc Huy kìa. À. Chào. Chào nữa. Mẹ. Ta đi lên lớp. Lên lớp chào. Đi. Mẹ nắm tay bạn hả? Ờ nắm tay bạn đi. Bye. Bye. Ừ. Lên lớp luôn nha Quốc Huy, không có chơi nha. Đi lên, đi lên lớp đi. Đi lên lớp đi, lên lớp ăn. Mua bánh bao về cúng ông địa. Thank you.
một đơn. Qua nè mọi người, nó qua nó học mà nó thành qua nó ngủ luôn mọi người. Miếng ơi, của Vani á, ngon lắm luôn á, của Huệ cho. Ăn đi. Chị đó là chị Huệ đó hả? Ừ. Nó sinh nhật đó. Ừ, ngon. Để mở đèn cho khác. Đó hồi xu với Na về nó phá. Hello, em được một đơn nữa mọi người ơi. Con nhỏ đó hình như sinh năm 9 mấy à. Ờ à, con nhỏ đó trẻ tuổi nhưng mà nhìn nó hơi cứng cứng. À dạ. Ừ. Ừ, con nhỏ đó xài kem của chị á. Hello, chào mọi người. À, hôm nay mua canh chua tiếp nha mọi người, canh chua của em đó. Canh. Với lại cái đùi gà này là của em đó cho em Su nha, cho Su. Su em đó nói là Su bị bệnh nên bồi dưỡng cho Su. Cho bánh mì. Chỗ này là em mua nha mọi người, phần này thịt que với bánh mì, chỗ bánh mì phô mai. Nè. Mày xé cho, mà mày xé cho hai chị em ăn. Mời cô chú các chị cùng ăn đây. Mời cô chú các chị cùng ăn nha. Cùng ăn cơm nha, mời mọi người cùng ăn cơm nha mọi người. Cô chú các chị cùng ăn cơm. Ngon quá, canh chua quá. Máy đi sắp hết pin rồi, để mà sạc pin cái. Hấp dẫn. Ôi chú ơi, bây giờ là nằm sẽ lại là nhà mẹ Su thì đã đóng cửa đi lên tắm rửa rồi. Su với Na thì nằm cho mẹ chơi. Na, dạ. Mà nó có đi học hay không? Dạ, đi làm giờ sắp vỡ rồi. Ờ, à, nó có biết bài không? Có. Nó biết bài nhiều không? Có. Na có. Nó có bị cô đánh không? Dạ. Có bị không? Có bị. Cô nhớ là trái này đánh cái này là cô. Na có lì không? Có lì trái bàn cái lần cô mua. Ờ, Na lì nên cô bị đánh nó mới mốt bớt lì lại nha. Cái bàn nó sắp vỡ ra kì. Ừ. Nè. Ủa, sao sao Na bị cô đánh? Cô đánh thế là nó là đọc cái tay nó kìa. Ờ, ngày mai Na ăn gì? Ăn khoai bê. Ăn gì? Ăn khoai bê. Rồi uống gì? Uống sữa Milo. Ngày mai Na đi học sớm không? Dạ. Nhớ dạ. Thức sớm nha. Dạ. Ok, bye bye các cô chú ơi. Bye bye các chú, các chị ngủ ngon. Ừ.